trí những cây đào, cây mai. Tập duyệt các chương trình ca nhạc, múa hát. Bày bán các món ăn truyền thống của Việt Nam. Chuẩn bị vé cho khách tới tham gia. Và đó là cách những người Việt Nam xa quê tại Phần Lan chuẩn bị cho dịp lễ quan trọng nhất trong năm, ngày lễ Tết truyền thống. Xin chào các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại sân khấu Lumosali, là nơi diễn ra sự kiện ngày Tết Xuân Hội Ngộ 2023 tại Phần Lan. Tại đây thì ai cũng rất háo hức để chuẩn bị cũng như là chào đón cái Tết Việt Nam. Mặc dù xa quê nhưng mà mọi người vẫn ăn Tết và tổ chức hướng về quê hương theo một cách riêng. Vậy thì để tìm hiểu xem người Việt Nam ở Phần Lan ăn Tết như thế nào, hãy cùng tôi tham gia sự kiện này. Đã nhắc đến Tết thì chắc chắn không thể không nhắc tới bánh chưng, bánh tét. Rất nhiều các món ăn đặc trưng ngày Tết của Việt Nam đã được bày bán tại sự kiện, đặc biệt là bánh chưng, bánh tét và các món ăn ẩm thực khác truyền thống của Việt Nam như bún thịt nướng, bánh mì hay tàu phớ. Nhờ vậy, những người Việt tại Phần Lan đã có thể tìm lại hương vị quê hương trong dịp đầu năm mới này. Hôm nay tôi đến đây để tham gia sự kiện cộng đồng của Phần Lan và làm những món ăn truyền thống của Việt Nam. Tôi làm món tàu pha, tàu phớ và bánh bao và bánh cổ truyền Việt Nam là bánh chưng. Các bạn thấy sự kiện này có vui và có ý nghĩa không? Tất nhiên là rất là ý nghĩa vì mình là người xa quê nên là cũng có hương vị quê hương mang đến và đậm đặc bản sắc dân tộc Việt Nam. Trong đêm ca nhạc, mọi người đã đắm mình vào những ca khúc về Tết, về xuân và về quê hương Việt Nam. Rất nhiều các ca sĩ hải ngoại đã tham gia biểu diễn để được cất lên những giai điệu bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình. Khi mà tổ chức sự kiện thì sẽ có những cái thuận lợi và những cái khó khăn nhất định. Thuận lợi thì có thể nói là cộng đồng người Việt tại Phần Lan rất là nhiều anh chị em có tinh thần cộng đồng. Khi họ người Việt chúng tôi tổ chức chương trình sự kiện và kêu gọi thì các anh chị em trong cộng đồng đều đa số ủng hộ bằng hiện kim hoặc là hiện vật để họ người Việt có kinh phí và tiến hành tổ chức. Còn những khó khăn chỉ có thể nói là khó khăn là cộng đồng của chúng ta sống ở nhiều thành phố khác nhau. Và nếu chúng ta tổ chức sự kiện ở một thành phố, ví dụ như Helsinki hay Vantaa, thì các bà con cộng đồng ở những nơi khác rất là khó di chuyển đến. Vì vậy, nếu tổ chức sự kiện vào mùa hè thì rất đông cộng đồng đến tham gia, như tổ chức sự kiện vào mùa đông như là sự kiện Tết thì bà con đi rất vất vả. Nhưng mà hôm nay chúng ta rất vui là khán phòng 300 chỗ ngồi đều đã được kín tất cả các chỗ và bà con đến từ miền Bắc và miền Trung Phần Lan đến đây để cùng tham dự chung vui với tất cả. Không chỉ có ca nhạc, Xuân Hội Ngộ còn tổ chức những trò chơi truyền thống của Việt Nam, đặc biệt phải kể đến như nhảy sạp, bởi sạp nhảy còn được ban tổ chức dựng trên sân khấu để các bạn trẻ, các em bé có cơ hội nhảy và nhận quà. Sự kiện ngày hôm nay thì rất là vui và tôi muốn nó được tổ chức vào ngày và những năm sau nữa. Ngoài ra, sự kiện cũng có tổ chức những trò chơi khác của Việt Nam như ném vòng, XO và oan quan để các em bé gốc Việt sinh ra hay là lên tại Phần Lan từ nhỏ có thể được trải nghiệm. Các bạn nhỏ đã tỏ ra rất vui vẻ và hứng thú với những trò chơi mang tính dân tộc này. Với tư cách là đại sứ Việt Nam tại Phần Lan, tôi rất vui mừng được Hội Người Việt tại Phần Lan mời đến tham dự Xuân Hội Ngộ. Sự kiện này được tổ chức rất là thành công với sự tham gia dự đông đảo của bà con trên khắp mọi miền của Phần Lan, góp mặt với những tiết mục vô cùng là đặc sắc. Chúng tôi hy vọng rằng là Xuân Quê Hương được tổ chức đều đặn hàng năm để trẻ em người Việt tại Phần Lan duy trì được nét văn hóa dân tộc, được thưởng thức các món ăn của Việt Nam.
nhân dịp xuân mới thì xin chúc bà con trên khắp người Việt, trên khắp mọi miền của Phần Lan một mùa xuân ấm áp và một thành công trong năm mới. Như vậy là một sự kiện về ngày lễ cổ truyền của Việt Nam đã được diễn ra thành công tại Phần Lan. Cho dù xa quê, nhưng chỉ cần là người Việt Nam, thì dù ở nơi nào trên thế giới, chúng ta vẫn luôn gìn giữ và trân trọng những nét đẹp văn hóa, di sản dân tộc của Việt Nam. Lời cuối, xin chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn.